Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trang Địa Phương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:15 tối thứ 6 tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng và được phát lại vào lúc 10:50 thứ 3, thứ 5 tuần kế tiếp. Mở đầu chương trình Trang Địa Phương kỳ này là phóng sự Hội Phụ Nữ huyện Kim Động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình chăn nuôi con đặc sản và trồng hoa hồng của gia đình anh Đặng Văn Truyền, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động qua phóng sự. Làm giàu từ chăn nuôi con đặc sản và trồng hoa hồng. Chương trình Trang Địa Phương kỳ này do Đài Truyền thanh huyện Kim Động thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, phòng dịch như chống dịch, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đã phối kết hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới hội viên phụ nữ và nhân dân qua nhiều hình thức như tin nhắn, nhóm Zalo, Facebook, mạng xã hội, phát tờ rơi áp phích tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các xã thị trấn. Với cách làm nói trên, hầu hết hội viên phụ nữ trong huyện không chỉ hiểu, tự giác tuân thủ mà còn là các tuyên truyền viên, vận động người thân và bà con trong cộng đồng tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng chỉ đạo hội liên phụ nữ các xã thị trấn là tiếp tục thực hiện cái hoạt động là phát khẩu trang rồi sạt phòng rồi hướng dẫn hội viên là cách vệ sinh để làm sao mà phòng chống dịch, không những áp dụng cho bản thân mình mà còn về hướng dẫn người thân trong gia đình trong cái việc mà thực hiện vệ sinh nhà cửa rồi là vệ sinh cá nhân rồi những cái việc mà chị em làm sao mà rèn luyện tập thể dục rồi là duy trì cũng như tăng cường cái dinh dưỡng để làm sao mà bảo vệ sức khỏe. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, huyện Kim Động đã thành lập 117 chốt kiểm soát dịch bệnh. Tham gia lực lượng phòng chống dịch, Hội Phụ nữ các xã thị trấn đã cử 85 cán bộ hội viên trực tại các chốt kiểm dịch các thôn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử di chuyển của từng cá nhân. Ở Mai Động chúng tôi là có 4 chị em phụ nữ cán bộ hội tham gia. Cái ngày đầu tiên ấy là chúng tôi tham gia các chốt thì đã cũng vẫn còn một số hội viên và nhân dân là chưa mang khẩu trang. Thế nhưng mà đến ngày thứ hai thì nó đã khác hẳn. Cái người dân mà đi tham gia ra ngoài thì đã mang khẩu trang và cái lượng người nó giảm đi rất là nhiều. Cùng với cử cán bộ hội viên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, cũng trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư, góp phần vào việc phòng chống dịch COVID-19. Từ mùng 1 tháng 3 đến nay, các cơ sở hội đã tổ chức trên 30 buổi dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cây cối bụi rậm, trồng hoa, cây xanh ven các trục đường chính để giữ gìn môi trường sạch đẹp, hạn chế nguồn lây nhiễm. Nhằm giúp các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các cơ sở hội xã thị trấn tặng 8.000 khẩu trang, gần 3.000 bánh xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, găng tay, giúp hội viên và nhiều người dân trong huyện bảo vệ sức khỏe, phòng dịch hiệu quả. Để hỗ trợ thêm nguồn lực cho việc phòng chống dịch, Hội Phụ nữ các cấp đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với khả năng cao nhất. Đến nay, cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã tham gia ủng hộ được gần 32 triệu đồng tiền mặt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, vật tư y tế với trị giá 26 triệu đồng, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như hội viên Lê Thị Chắt ở thôn Nho Lâm, xã Mai Động đã ủng hộ 1 tấn gạo. Hội viên Nguyễn Thị Hường, chi hội phụ nữ thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, là chủ cơ sở may, đã tự may và ủng hộ 2.000 khẩu trang y tế. Gia đình tôi có máy móc và có vải, thế cho nên là tôi cũng nghĩ là những cái việc này làm rất là bổ ích cho người dân. Thì tôi cũng đã may được khoảng gần 2.000 chiếc khẩu trang cho trong xã và ngoài xã và các tỉnh khác nữa. Thì trong cái việc đấy thì tôi cũng vận động được thêm một số bạn hàng của tôi và
một số bạn hàng cũng may được khoảng mấy nghìn khẩu trang đi từ thiện. Những hoạt động thiết thực ý nghĩa nói trên của cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy tiềm năng trong chăn nuôi con đặc sản và trồng hoa cây cảnh, năm 2003, gia đình anh Đặng Văn Truyền, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cấy lúa kém hiệu quả, đầu tư tiền của, cải tạo ao nuôi, đưa vào nuôi thả những giống con đặc sản được thị trường ưa chuộng như ba ba, rắn mòng, cá rô ta, cá chê và trồng các giống hoa hồng cổ Sapa và đào bích. Sau 17 năm triển khai, năm nào mô hình của gia đình anh cũng đem lại nguồn thu nhập lớn. Ban đầu, gia đình anh Truyền đã chuyển đổi 1,5 mẫu đất cấy lúa trồng màu kém hiệu quả sang đào ao nuôi thả cá thương phẩm. Tuy nhiên, do không xử lý môi trường ao nuôi thường xuyên, cá thương phẩm dễ bị bệnh và chết nhanh, nên anh chuyển hướng sang nuôi rắn mòng, ba ba, cá rô ta, cá chê. Sau một năm nuôi thử nghiệm, anh nhận thấy những con đặc sản này có thể nuôi trong cùng một ao mà vẫn phát triển tốt, nên anh đã chủ động đưa vào nuôi đại trà trên toàn bộ diện tích ao nuôi của gia đình. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, anh còn chủ động gom con giống ngoài tự nhiên về nuôi kết hợp trong mô hình để có nguồn sinh sản tự nhiên. Được biết, rắn mòng là loài rắn nước không có độc, giá thành tương đối ổn định ở mức 600.000 đến 800.000 đồng 1 kg thương phẩm. Sau 2 năm nuôi thả, rắn mòng có thể đạt trọng lượng 1 kg một con. Đối với cá rô ta, cá chê, mỗi năm có thể cho thu hoạch 2 lứa với sản lượng trung bình đạt 5 tạ một sào ao nuôi. Hiện nay, trang trại của anh cung ứng cho thị trường khoảng 6 đến 7 tạ ba ba rắn mòng, gần 4 tấn cá chê, cá rô ta thương phẩm. Trừ chi phí trung bình mỗi năm, mô hình nuôi con đặc sản của gia đình anh Truyền cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. Về ao nuôi, thì nuôi con đặc sản này thì yêu cầu là phải bờ cõi nó phải cẩn thận, không chắc chắn là nó sẽ bò mất. Đấy, ví dụ như con rắn mồng mà không đánh bóng, không chát, không đánh bóng kỹ, không có gờ thì nó sẽ bò mất. Mà con rô ta nếu như mà không có bờ xây thì nó mưa rào nó sẽ lấy. Con cá này ngon là do mình nuôi nó không bằng tăng trọng ấy, chỉ lúc bé là mình gột lên là mình cho ăn tăng trọng, còn đâu là lúc khi mà nó đã chôn chỗ rồi là mình cho ăn toàn bộ bằng các cái nguồn thức ăn tự nhiên. Ăn cái thịt của nó rất là thơm, mà mình nuôi là con cá nó có thời gian thì nó sẽ chắc con cá. Cùng với nuôi con đặc sản trong ao, gia đình anh Truyền còn tận dụng hơn 1.000 mét vuông đất bờ ao để trồng hoa cây cảnh, trong đó chủ yếu là hồng cổ Sapa và đào bích. Sau nhiều năm trồng hoa cảnh, đến nay vườn cây cảnh của gia đình anh Truyền có hơn 1.000 gốc hồng cổ Sapa, 500 cây bích đào với tuổi cây từ 3 đến 5 năm. Do có nhiều kinh nghiệm lại biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cắt tỉa, ghép mắt, bọc ni lông, sửa điện. Vì thế hầu hết hoa cảnh của gia đình anh đều ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán hàng năm, được thị trường tiêu thụ mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thì qua đánh giá của chúng tôi thì là một trong gia đình là đăng ký về sản xuất kinh doanh giỏi là cấp tỉnh nhiều năm, rất có hiệu quả về kinh tế. Thứ nhất là tìm ra được cái mô hình mà thị trường đang cần về con giống cũng như là sản phẩm ra thị trường. Cái thứ hai là tạo được rất nhiều công ăn việc làm trong gia đình, từ 5 đến 7 người trong gia đình cũng như là 10-15 người làm theo mùa vụ đối với các người dân khác về làm cho gia đình, cũng tạo thu nhập là từ 4 đến 5 triệu làm công việc nhẹ như làm cỏ rồi là ngắt tỉa cành hoa. Ấy thì riêng với cái mô hình của anh Truyền ấy thì nó rất hiệu quả. Đấy thì cũng rất có nhiều các khách ở khắp nơi. Một là về mua sản phẩm, hai nữa là về học hỏi kinh nghiệm, luôn luôn cởi mở và tạo điều kiện là truyền tải với cái kinh nghiệm làm của mình. Với bản chất cần cù chịu khó, với sự năng động sáng tạo, đặc biệt là quyết tâm làm giàu trên chính đồng đất quê hương, anh Truyền đã gặt hái được những thành công xứng đáng từ mô hình phát triển kinh tế của mình. Hiện nay, thị trường tiêu thụ con đặc sản và hoa cảnh khá ổn định, nên trong thời gian tới, anh Truyền tiếp tục mở rộng thêm từ 3 đến 4 ao nuôi con đặc sản và tăng diện tích trồng hoa cảnh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang Địa Phương kỳ này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.